Liên minh huyền thoại với tên phiên bản gốc tiếng Anh là League of Legends, thuộc dòng game MOBA Multiplayer Online Battle Arena, đấu trường trực tuyến nhiều người chơi, được phát hành từ năm 2009 bởi Studio Riot Games, đặt trụ sở tại Mỹ. Ngay trong năm đầu tiên được phát hành, Liên minh huyền thoại đã nhận được đánh giá rất cao từ cộng đồng game thủ và các tạp chí uy tín về game trên thế giới, trở thành quả bom tấn trên thị trường game thế giới. Các website uy tín về game trên thế giới đều cho Liên minh huyền thoại điểm rất cao như GameSpy với 4/5, GameZone cho 4.5/5, IGN cho 8/10, Eurogamer cho 8/10 điểm. Bên cạnh đó, Liên minh huyền thoại cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng như Gamer Choice Award for PC Game of the Year năm 2009, Best Online Technology năm 2010, Best Online Visual Art năm 2010 do GameSpy, IGN và Gamasutra trao tặng. Năm 2009, chỉ trong vòng vài tháng được phát hành, Liên minh huyền thoại đã nhận được giải thưởng game chiến thuật hay nhất năm do tạp chí game hàng đầu IGN bình chọn. Sang năm 2010, Liên minh huyền thoại đã tiếp tục gặt hái được rất nhiều thành công. Game liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng những game online được chơi nhiều nhất tại Mỹ. Đặc biệt, tại sự kiện Game Developer Choice Award năm 2010, cuộc bầu chọn danh giá hàng năm của những nhà phát triển game hàng đầu thế giới, Liên minh huyền thoại đã vinh dự giành đến 5 giải thưởng danh giá nhất dành cho các hạng mục game online xuất sắc nhất. Sau khi chiến thắng ở mọi hạng mục bình chọn game hay năm 2010, Liên minh huyền thoại tiếp tục tạo ra cơn sốt toàn châu Âu năm 2011, đoạt ngôi vị quán quân cho game xuất sắc nhất năm 2011. Đặc biệt vào ngày 11 tháng 7 năm 2012 vừa qua, tạp chí danh tiếng Forbes đã chính thức công bố Liên minh huyền thoại đã trở thành game được chơi nhiều nhất trên thế giới với tổng số giờ chơi gấp đôi cụ hoàng World of Warcraft, một sự kiện chấn động làng game với tựa game chỉ mới hơn 2 năm tuổi. Thừa thắng xông lên, Liên minh huyền thoại đã bắt đầu công phá châu Á từ năm 2012, lật đổ đế chế StarCraft 2 tại Hàn Quốc và từng bước chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Tại Hàn Quốc, Liên minh huyền thoại đã làm nên một điều thần kỳ khi chỉ trong 3 tháng phát hành, lượng người chơi Liên minh huyền thoại đã vượt qua StarCraft 2, đồng thời đẩy tựa game này ra khỏi các kênh truyền hình chuyên về game như OnGameNet. Đây là một điều mà chưa từng có một game online nào khác từng làm được tại Hàn Quốc, nơi dòng game StarCraft được xem là quốc game tại đây, với hàng chục triệu người theo dõi các trận đấu StarCraft trên truyền hình. Với Đài Loan, Liên minh huyền thoại đã tạo nên cơn sốt với hơn 1,5 triệu tài khoản đăng ký trong 4 tháng, một con số cực kỳ đáng kể nếu chúng ta biết tổng dân số Đài Loan chỉ vào khoảng hơn 20 triệu. Để có được những thành công rực rỡ như hiện nay, có thể thấy nhà phát triển Riot Games đang sở hữu một sản phẩm đáng mơ ước với đội ngũ phát triển game hùng hậu như Steve Gunsulfik, một trong những người phát triển đầu tiên của map Dota Warcraft 3, hay Tom Zeland Catwell, cụ giám đốc thiết kế và cân bằng game World Warcraft. Sau đó, lần lượt 7 nhà thiết kế và phát triển chính của Blizzard, nhà phát triển các dòng game kinh điển như StarCraft, Warcraft, Diablo, World of Warcraft đã chính thức đầu quân cho Riot Games và tham gia vào quá trình phát triển game. Vì thế, hoàn toàn có thể lý giải cho sự thành công của tựa game này trên khắp các châu lục khi sở hữu những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp phát triển game cũng như xây dựng được một cộng đồng vững mạnh và gắn bó với game trong suốt chặng đường dài. Sẽ không quá lời nếu nhìn nhận Liên minh huyền thoại như một kiệt tác của nền công nghiệp phát triển game đương đại. Tại Việt Nam, sản phẩm được nhà phát hành Garena chính thức phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2012. So sánh với các trò chơi trực tuyến khác đang có mặt trên thị trường, Liên minh huyền thoại có lối chơi mang tính thể thao đồng đội, đề cao tư duy chiến thuật theo định hướng thể thao điện tử, eSports. Trò chơi mở ra những trận thi đấu đỉnh cao giữa các tuyển thủ, đòi hỏi họ phải vận dụng sức sáng tạo và khả năng phối hợp đồng đội để giành chiến thắng. Đây là một làn gió mới đối với cộng đồng game thủ Việt, vốn đã bão hòa với vô vàn các thể loại game Trung Quốc. Ở thời điểm hiện nay, cộng đồng game thủ Liên minh huyền thoại Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt, kể vào mặt số lượng và chất lượng. Trình độ mặt bằng chung của các game thủ không còn có sự chênh lệch lớn như trước đây nữa. Rất nhiều các game thủ tài năng đang lộ diện, hứa hẹn trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều đội thi đấu chuyên nghiệp tham gia vào hệ thống các giải thi đấu của Liên minh huyền thoại tại Việt Nam cũng như đấu trường quốc tế. Cách chơi của Liên minh huyền thoại rất đơn giản, đặt chân vào thế giới của trò chơi, bạn sẽ đóng vai một anh hùng có khả năng triệu hồi các tướng, kết hợp cùng những người chơi khác để thi đấu trên các chiến trường. Mục tiêu của bạn và đồng đội là phá hủy pháo đài Nexus của đối phương hoặc chiếm các cứ điểm tùy vào từng chế độ chơi. Sau mỗi trận đấu, bạn sẽ thu lại được điểm thưởng dùng để mua sắm và điểm kinh nghiệm dùng để tăng cấp tài khoản. Lối chơi cân bằng còn là thế mạnh của Liên minh huyền thoại. Sức mạnh của tướng sẽ được quyết định bởi kỹ năng điều khiển và sự sáng tạo của người chơi. Thông qua bảng bổ trợ, ngọc bổ trợ và phép bổ trợ, các game thủ sẽ thỏa thích sáng tạo, xây dựng tướng theo nhiều kiểu chơi khác nhau.
Ngoài ra, điểm then chốt để chiến thắng trong trận đấu là bạn cần phối hợp ăn ý với đồng đội, một đặc điểm đặc trưng của các tựa game eSports. Không chỉ đem lại những trận đấu đỉnh cao, Liên minh Huyền Thoại còn tự hào sở hữu hệ thống xử lý các game thủ có hành động không đẹp trong game. Sau mỗi trận đấu, người chơi sẽ có quyền báo cáo hành vi sai phạm của game thủ đó thông qua hệ thống. Theo thời gian, nếu game thủ đó nhận được nhiều phản hồi không tốt về mình, Liên minh Huyền Thoại sẽ tự động đưa ra các hình phạt khác nhau dựa trên mức độ vi phạm. Mức độ xử lý cao nhất là cấm tài khoản đó thi đấu Liên minh Huyền Thoại vĩnh viễn. 100% không hack là điều mà Garena cam kết với cộng đồng Liên minh Huyền Thoại khi phát hành chính thức sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Đội ngũ Game Master của Garena sẽ luôn túc trực và nghiêm khắc trừng phạt các tài khoản có hành vi gây rối, phá hoại, văng tục trong trận đấu. Sau sự kiện ra mắt chính thức bản Close Beta vào ngày 8 tháng 8 năm 2012, nhà phát hành Garena lại tiếp tục làm cho những người hâm mộ của bộ môn eSports Liên minh Huyền Thoại thêm cuồng nhiệt với giải đấu vòng loại Đông Nam Á vào ngày 9 tháng 9 năm 2012 tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng nhằm chọn ra đội tuyển tham dự giải vô địch thế giới mùa thứ 2 tại Los Angeles. Đây không chỉ là một giải đấu dành riêng cho các vận động viên eSports mà còn là một ngày hội đặc biệt cho giới trẻ khu vực miền Trung với rất nhiều hoạt động giải trí ca nhạc, nhiều trò chơi thú vị cùng các phần quà giá trị. Sau AIG 2009, đây được xem là sự kiện quốc tế quy mô nhất cho bộ môn eSports tại Việt Nam. Ở giải đấu vòng loại Đông Nam Á này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với các đội tuyển từ các quốc gia Singapore, Thái Lan, Philippines và Malaysia. Đội thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng và 5 vé đi tiếp đến Los Angeles để thi đấu tranh giải vô địch trị giá 5 triệu đô la với các đội tuyển đại diện cho các khu vực có mức độ phát triển mạnh nhất trên thế giới về eSports như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Hẹn gặp lại vào ngày 9 tháng 9 năm 2012 tại Đà Nẵng.